Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Đừng đắc tội với nam chính, tập 12. Vẫn muốn nói chứ? Nếu em không muốn thì ta dẫn em về nhà. Muốn? Sao không muốn được? Phắc, suýt nữa bị hận thù làm cho lú luôn rồi. Đây là đồ của mình mà. Loi, mi cũng không biết mục đích ban đầu của ta khi thiết kế thanh kiếm này. Thật ra là để tăng ma lực cho mi, người đã mất đi hạch tâm. Bây giờ nghĩ lại, ngày ấy tự dưng bị lính đánh thuê ma pháp đánh úp, cũng có vô số điểm đáng ngờ. Ở đế quốc, mình rất ít khi gây thù, cũng không có ma pháp sư nào không biết điều, dám tùy ý gây hấn với mình. Với thực lực của mình, muốn thừa sức đối phó với mấy tên quèn kia. Nhưng Loi lại thình hình xông lên, cản cho mình một cú. Người trong cuộc mở mắt, bây giờ xem ra đó chỉ là kế bán thảm để diệt trừ mình mà thôi. Loi, hiện tại mi trộm thân phận giả ít của ta. Thì sau này phải chuẩn bị tâm lý vì vả mặt nhé. $10,000. $20,000. $21,000. $100,000. Trời ạ, giàu thật đấy. Quả là hoàng tộc, vung tiền hào phóng ghê. Hắn là ai? Hoàng tộc đại công quốc. Chẳng lẽ là hoàng thái tử quái vật lên trong truyền thuyết? Thái độ thù địch mạnh quá. Thù mình à? Cậu ta là ai thế? $100,000. Còn ai nữa không? Không đu nổi, không đu nổi. $200,000. Gì? Tôi trả $200,000. Giá tiền này đã vượt xa giá trị gốc của ma kiếm rồi. Thằng ngu lắm tiền à. Em... Hoàng Thái tử Điện Hạ, nếu đã là vật tôi muốn lấy, đương nhiên không thể phiền ngài ra tay rồi. Tôi tự trả tiền. Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vì nợ một khoản tiền khổng lồ, nên gia tộc Gina mới giao dịch với hoàng tộc, đưa Rosa vào hoàng cung. Yên tâm đi, tôi tự có cách. Chưa từng nghe chuyện lấy lại đồ của mình mà còn phải trả tiền à nghen. $200,000. Không còn ai ra giá. Vậy xin chúc mừng thiếu gia Rosa đã giành được ma kiếm dũng sĩ của ít. Hừ, xem ra dê béo ở đại công quốc nhiều thật. Sau này phải lợi dụng triệt để mới được. Xin chúc mừng. Hy vọng ma kiếm của anh trai ta sẽ tỏa sáng trong tay ngài. Tất nhiên rồi. Chỉ là trả vật lại cho chủ của nó thôi mà. Mi là một tên giả mạo
vốn chẳng xứng để sở hữu ma kiếm của ta. Thiếu gia Rosa, xin hỏi bây giờ ngài trả tiền đấu giá luôn đúng không? Cho tôi vài phút. Em ấy không sao thật chứ? Rõ ràng là có thể dựa dẫm vào ta. Kính thưa các vị quan khách dưới đài, hôm nay không may là ta không có đủ vàng để trả khoản tiền đấu giá. Vậy cậu ra giá làm chi? Tới gây rối à? Cút xuống đi. Nhưng mà vừa khéo hôm nay tôi cũng mang theo một trân phẩm muốn đấu giá trực tiếp. Thiếu gia Rosa, chuyện này không hợp quy tắc. Hôm nay chỉ đấu giá một vật phẩm. Không hổ danh là cậu ấm ăn chơi trác táng, nổi danh đại công quốc, hành sự chẳng đáng tin tí nào cả. Ồ, nếu tôi nói rằng vật phẩm đấu giá của tôi là quyển trục ma pháp cao cấp do ngài Michel, quyển trục sư đứng đầu ma pháp chế tạo thì sao? Gì cơ? Thật hay giả vậy? Ngài Michel là bạn cộng tác với ma khác đấy. Đừng nói chỉ là lừa phỉnh nhé. Ma Tháp sẽ không đưa thứ này ra thị trường một cách dễ dàng đâu. Lời ngài nói là thật chứ? Vừa khéo ta cũng khá thân với ngài Mi Châu. Chẳng bằng đưa ta xem quyển trục trước. Ta lo hàng trong tay ngài là hàng giả. Mi Châu là một trong những thân phận giả của Hugh. Chế tạo quyển trục ma pháp chỉ là thú vui thường ngày của anh ta. Nhưng trận hỏa hoạn ngày hôm ấy đã thiêu rụi toàn bộ quyển trục của nhà Hugh. Đương nhiên, không thành vấn đề. Cứ kiểm tra thoải mái đi. Dù sao, cũng sắp bị vả mặt bét bét rồi. Đây là hàng thật. Hugh bán quyển trục ma pháp cao cấp cho quý tộc đại công quốc từ khi nào mà mình chẳng hay biết vậy. Thưa ngài Lloyd, thứ này là quyển trục ma pháp do ngài Mi Châu tự tay chế tạo thật sao? Hàng thật, giá thật. Vậy bắt đầu đấu giá được chưa? Giá khởi điểm của tôi là 200.000 đồng vàng. Giá này cao hơn cả giá ma kiếm của ít luôn rồi. 250.000 đồng vàng. 300.000 đồng vàng. 1 triệu đồng vàng. Không đủ thì ta có thể trả thêm. Đối với ta mà nói, quyển trục này cực kỳ quan trọng. Hy vọng các vị ngồi đây, hãy nể mặt ít ta đây. Đang sầu làm sao để Ma Tháp tin mình là học trò của Mi Châu, lôi kéo thế lực của Ma Tháp. Có quyển trục này thì mọi chuyện đơn giản hơn rồi.